Manchester United đã đạt thỏa thuận với Atalanta lẫn Hoyland, và phần còn lại của thương vụ chỉ là thủ tục giấy tờ và kết quả kiểm tra y tế của tiền đạo Đan Mạch. Hoyland hâm mộ Manchester United từ nhỏ và anh sẽ ký hợp đồng thời hạn 5 năm với Quỷ Đỏ sau khi từ chối sự quan tâm của PSG. Manchester United phải trải qua nhiều lần tăng giá hỏi mua mới có thể được Atalanta đồng ý bán. Hôm thứ Tư ngày 26 tháng 7, Quỷ Đỏ đưa ra mức giá 55 triệu đô la Mỹ, cộng thêm 11 triệu phụ phí nhưng bị từ chối. Tối hôm đó, Manchester United thua Real Madrid 0-2 trong trận giao hữu ở Mỹ khi các cầu thủ tấn công phung phí cơ hội. Sau trận, huấn luyện viên Erik ten Hag nói rằng ông chắc chắn phải bổ sung tiền đạo. Vì thế Manchester United trở lại bàn đàm phán với Atalanta và mức giá hỏi mua lên đúng với mong muốn của đội bóng này. Theo Athletic, Atalanta đồng ý nhận 83 triệu đô la Mỹ do Manchester United trả trước, thêm 11 triệu đô la Mỹ phụ phí, khiến thương vụ này có thể lên tới 94 triệu đô la Mỹ. Ban đầu, Atalanta đòi 99 triệu đô la Mỹ. Atalanta không muốn bán Hoyland và tiền đạo Đan Mạch cũng còn 4 năm hợp đồng với họ, nhưng phí chuyển nhượng khổng lồ mà Manchester United đưa ra khiến đội không thể từ chối. Huấn luyện viên Gianpiero Gasperini cũng không muốn mất Hoyland, nhưng ông cũng được an ủi khi đội đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Enbailan Touré từ Almeria để thay thế Hoyland. Hoyland sẽ là thương vụ đắt giá thứ 7 của Manchester United sau Paul Pogba, Anthony, Harry Maguire, Romelu Lukaku, Jadon Sancho và Angel Di Maria. Tiền đạo 20 tuổi gia nhập Atalanta hè 2022 với phí chuyển nhượng chỉ 19 triệu đô la Mỹ. Anh ghi 9 bàn, kiến tạo 2 lần trong 32 trận ở Serie A mùa trước. Theo WhoScore, Hoyland cao 1,91m nhưng có sở trường dê bóng, còn điểm yếu là khả năng làm tường và phòng ngự từ xa. Hoyland sinh ra ở Copenhagen, Đan Mạch ngày 4 tháng 2 năm 2003, trưởng thành ở đội bóng thuộc thành phố này trước khi sang áo chơi cho Sturmbrae. Anh đã ghi 27 bàn trong 87 trận trong sự nghiệp cấp câu lạc bộ và 6 bàn trong 6 trận cho tuyển Đan Mạch. Vài ngày sau khi bị Al Nassr của Cristiano Ronaldo cầm hòa 0-0, Paris Saint-Germain lại gây thất vọng trong chuyến du đấu Nhật Bản. Đội bóng của Neymar thất bại 3-2 trước Cerezo Osaka. Nằm trong thành phần du đấu Nhật Bản cùng PSG, song Neymar chưa thể ra sân vì chấn thương. Ngồi trên ghế dự bị, siêu sao người Brazil chứng kiến đội nhà gây thất vọng. Cùng kỳ năm ngoái, Paris Saint-Germain với Messi, Neymar, Mbappé đã trình diễn những trận thắng mãn nhãn trên đất Nhật Bản. Thế nhưng đến năm nay, Les Parisiens khi không còn những siêu sao đẳng cấp đã cho thấy bộ mặt nhợt nhạt hơn nhiều. Hòa Al Nassr không, không có thể được bào chữa do ông lớn Ả Rập Xê Út sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng đến trận thua 3-2 trước Cerezo Osaka ngày hôm qua, thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique thật sự gây thất vọng dù chỉ là giao hữu. Hugo Ekitai và Vitinha ghi bàn cho PSG, nhưng những thử nghiệm của Luis Enrique chưa hiệu quả. Manuel Ugarte sẽ cần rất nhiều thời gian mới có thể thay thế Marco Verratti sắp sửa sang Al Hilal, trong khi hàng công thiếu tính đột biến khi mất đi Mbappé và Neymar. Cerezo Osaka với sự gắn kết trong lối chơi đã đánh bại PSG với 3 lần phá lưới Donnarumma. Trong đó, bàn ấn định tỷ số thuộc về Shinji Kagawa, danh thủ từng khoác áo Manchester United và Borussia Dortmund. 3 ngày nữa, PSG còn một trận giao hữu gặp Inter Milan để cải thiện hình ảnh với khán giả Nhật Bản.